Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta học bài D trong giáo trình Shinkansen Master N3. Bài D có chủ đề là Yo no iroro na tsukai kata. Chúng ta sẽ học các cách sử dụng của ngữ pháp yo nhé. Đầu tiên, kano yo da, yo da, no yo da, kano yo ni và yo na. Chúng ta rất là quen những cái hình thức như là gì nhỉ? Khen đẹp như diễn viên Hàn Quốc đúng không? Ví dụ như là trong trường hợp này chẳng hạn, các bạn sẽ có thể nói là gì nhỉ? Kono keikan wa kankoku no haiyuu no you ni handsome da, là gì nhỉ? Là cái bạn cảnh sát này ấy, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Ở đây có từ keikan là giống từ kê sát sự cần, có nghĩa là cảnh sát. Haiyuu là chữ chữ gì nhỉ? Chữ bài và chữ ưu. Haiyuu là nam diễn viên nhá. Còn nữ diễn viên sẽ là từ nữ ghép lại chữ ưu, joyeu. Đây. À, cái bạn gì nhỉ? Cái bạn cảnh sát này này, đẹp trai như là diễn viên Hàn Quốc vậy. Thực ra bạn ấy không phải là diễn viên Hàn Quốc đúng không? Thế nhưng mà nếu mình chỉ có nói là Kono keikawa handsome da, là bạn cảnh sát này đẹp trai, thì người ta không hình dung ra mức độ đúng không nhỉ? Vậy thì khi đấy sẽ cho thêm cái yo ni vào để so sánh ví von, cho người ta hình dung ra cái mức độ của nó nhé. Hoặc là gì đây nhỉ? Chúng ta có câu này, Sangatsu nano ni yuki ga furu nante fuyu no yo da. Tháng 3 rồi thế mà vẫn còn tuyết rơi, cứ như là mùa đông vậy đúng không? Thực ra là tháng 3 là mùa xuân rồi đúng không nhỉ? Không phải là mùa đông, thế nhưng mà sao? À, bởi vì là có tuyết rơi như vậy cho nên là mình thấy cứ như thể là gì nhỉ? Mùa đông nhá. Thực tế không phải là như thế. Hoặc là Sangatsu nano ni fuyu no yo ni samui, có nghĩa là tháng 3 rồi thế mà lạnh như là mùa đông đúng không? Hoặc này, senshu Hokkaido e itta no, à gì đây nhỉ? Tuần trước ấy, tớ đã đi Hokkaido đấy. Kore omiyage da yo, à quà cho cậu đây, ngô đúng nhỉ? Và bạn quảng cáo là furutsu no yo ni amakute oishi yo, là gì nhỉ? Ngọt như là quả ấy, ngọt như trái cây và rất là ngon. Đấy. Hãy cho người ta dễ gì nhỉ? Cho người ta hình dung ra về mức độ ngọt của cái này, dù thực tế nó không phải là trái cây đúng không? Hay là gì nhỉ? Kino wa hikoshi de isogashi katta rashii ne. Nghe nói là gì đây nhỉ? Nghe nói là hôm qua ấy có vẻ như là cậu rất là bận vì gì đấy? Vì chuyển nhà đúng không? Tsukare sugite shinda yo ni nemuta. À, tớ gì nhỉ? Tớ mệt quá, tớ ngủ như chết vậy, đúng không? Shinda. Đấy, đang hình dung là thế này. À, bạn này mới không hiểu tại sao lại là shinda và người ta nói là sugoku hukaku nemuta という意味だよ. Là nó mang nghĩa là ngủ rất là sâu, ngủ không biết gì. Thì như vậy là các bạn thấy rằng là trong các trường hợp này cái yo ni đều dùng để so sánh ví von cho người ta hình dung ra mức độ đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ đi vào phần imi. Ý nghĩa là như, cứ như là, giống như là. Về phần setsuzoku, về phần cách cấu thành, danh từ cộng với no cộng với yoda nếu ở đứng cuối câu, yo ni nếu đứng ở giữa câu. Danh từ cộng mitai da, mitai ni. Ở đây trong giáo trình thì người ta không có mitai, thế nhưng đây CJ bổ sung thêm, đó là yo dùng trong kiểu là ngôn từ nó trang trọng một chút, nó mang tính chất kakikotoba, là cái từ văn viết. Còn lại văn nói chúng ta sẽ dùng gì nhỉ? Mitai nhé. Thông thường trong giao tiếp đời sống hàng ngày người ta dùng mitai nhiều. Thì đây là bổ sung thêm vào thôi. Trong trường hợp dùng kano, chúng ta sẽ là N1 chia danh từ N1 sẽ là chia daru cộng kano yona N2, hoặc là danh từ N1 cộng với daru cộng với lại kano yoni. Thể thông thường này chúng ta sẽ cộng với kano yoda, kano yona hoặc là kano yoni futsuke. Thể thường chúng ta cộng mitai da mitai ni. Nói chung là các bạn cũng không cần phải gì nhỉ, các bạn không cần phải đi sâu vào mấy cái này quá đâu, rất là khó để học thuộc lòng mấy cái này. Các bạn cứ nhớ rằng danh từ cộng no cộng yoda yoni, danh từ sẽ cộng với no này, cộng với lại gì nhỉ, yoda cộng với yoni, danh từ cộng mitai da mitai ni và thể thường cộng yoda. Đấy, thể thường cộng mitai da thôi. Còn mấy cái daru kano yona thì kano yoda này
Chúng ta để sau nhé, chúng ta nhớ dần cũng được. Cách sử dụng: diễn tả sự ví von trạng thái, diễn tả sự ví von trạng thái tính chất của sự vật này với sự vật khác mà vốn dĩ không phải như vậy nhưng mà có nhiều nét tương đồng để người nghe hình dung ra mức độ. Đấy. Người ta diễn tả cái sự ví von về trạng thái tính chất của sự vật này với sự vật khác mà vốn dĩ không phải là vậy, vốn dĩ không phải là như thế. Nhưng mà có nhiều nét tương đồng để người ta hình dung ra mức độ. Ví dụ như là gì nhỉ? Nếu mà nói hôm qua tớ ngủ say, người ta sẽ không hình dung ra được là say đến mức nào. Thì mình gì đây nhỉ? Mình nói là say như chết, đúng không? Đấy, người ta hình dung ra ngay. Ngọt, nói là gì nhỉ? Nói cái này ngọt lắm. Totemo amai, người ta cũng không hiểu. À, nhưng nói là ngọt như trái cây, ngọt như đường thì người ta hiểu ngay, đúng không? Đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là đẹp trai thì người ta cũng không hình dung ra, nhưng đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc thì người ta sẽ hình dung ra ngay, đúng không? Mà thực tế nó không phải là như thế nhá. Tức là thực tế nó không phải bản chất của nó là như vậy. Hay đi kèm với các trạng từ như là marude hay là chodo để nhấn mạnh cái sắc thái là cứ như là. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ. Ví dụ này, câu đầu tiên. Đây là các ví dụ ở trong giáo trình. Các bạn quan sát phần giáo trình nhé. Câu đầu tiên này. Kyo atataka kute marude haru ga kita ka no yoda. Hôm nay ấy, trời ấm áp cứ như là, đúng không? Cứ như là mùa xuân đã đến, đúng nhỉ? Thực tế hôm nay không phải là mùa xuân mà là gì đây? Mà là mùa đông, đúng không? Hoặc là gì đây nhỉ? Hoặc là thường là mùa đông, bởi vì là nó bảo là như là mùa đông đã, như là mùa xuân đã đến ấy, thì phải là một cái mà chưa đến, đúng không? Đấy, hôm nay là một ngày mùa đông nhá, nhưng mà tự nhiên nó lại ấm áp khiến cho người ta cảm giác cứ như là vậy. Và để thể hiện rằng cái mức độ ấm áp đến như đấy, người ta nói một cách ví von so sánh như thế này, đúng không? Đây là kimashita, là gì nhỉ? Là động từ, thì do vậy chia thể thường cộng với kano yoda đứng ở cuối câu. Cái này các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái từ kano này đi được, chỉ cần nói là kita yoda cũng không sao hết. Đấy. Ở phần ví dụ người ta, ở phần mẫu câu người ta cho cái dấu ngoặc, tức là có thể bỏ đi. Thì tương tự ở trong đời sống thường ngày người ta hay dùng mi tai, và khi đó chúng ta sẽ dùng là kyo atataka kute marude haru ga kita mi tai da. Đấy. Tiếp theo này. Asa kara yoru made roboto no yo ni hataraita. Từ sáng đến gì nhỉ? Từ sáng đến tối làm việc như là robot vậy. Thực ra chúng ta không thể nào mà chúng ta là robot được, đúng không? Chỉ là so sánh ví von thế thôi. Bởi vì robot tổ là danh từ, do vậy ở đây là chúng ta dùng robot tổ no yo ni nhá. Ở đây dùng mitai sẽ ghép trực tiếp luôn. Asakara yoru made robot roboto mitai ni hataraita, làm việc từ sáng đến đêm cứ như là robot vậy. Câu số 3 này. Baketsu o hikurikaeshita yō na ame datta. Baketsu o hikurikaeshita mitai na ame datta. Thì bởi vì đằng sau là danh từ, do vậy cái này chúng ta sẽ phải là yōna để nối nó vào. Mưa, mà cái mưa đấy như là gì đấy, như như là hikurikai, sự là úp ngược nhá, úp ngược xuống. Ba kít sự là cái xô. Mưa to cứ như thể là gì nhỉ, úp ngược cái xô xuống vậy. Nếu chỉ nói mưa to, ô mẹ, người ta cũng không biết là mưa to là mức độ như thế nào, nhưng mà nói là gì nhỉ, nói là úp ngược cái xô xuống, người ta sẽ hình dung ra ngay, đúng không? Cách dùng số 2 của Yoni, chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp là A và B. Các bạn thấy này rất là sang chảnh, đúng không? Ngồi ăn đùi gà rồi thì có nến rồi có rượu thứ ấy, chúng ta có nói là Ningen no yō ni inu ni mo niwatori no momo ni ku ga suki na yō da. Yō đây là có vẻ như, chúng ta được học ở N4 đúng không? Chứ không phải là yō so sánh ví von nhé. Có vẻ như là chó nó cũng thích gì nhỉ, momo là đùi, momo ni cự là đùi gà, thịt đùi ấy. Có vẻ như là chó nó cũng thích thịt đùi, đúng nhỉ? Đùi gà giống như con người vậy. Ở đây không nhằm mục đích ví von mà nhằm mục đích gì nhỉ, chỉ ra cái sự giống nhau, con người thích đùi gà và con chó nó cũng như thế, đúng chưa? Thì chúng ta trong trường hợp này ấy, yoni được dùng
để chỉ ra cái sự tương đồng giữa sự vật hiện tượng. Hoặc này, hai đây là hai mẹ con, nếu không nói thì không ai biết đúng không? Thấy mẹ rất là trẻ đúng không nhỉ? Sinh con gái cũng sinh thì có thể nói là Kanojo wa haha oya no youni utsukushi, cô ấy sinh như mẹ vậy, cô ấy sinh giống như là mẹ đúng không? À, thực ra cái này các bạn có thể hiểu với nghĩa là so sánh ví von giống như là cái gì nhỉ? Cái đáp án, à xin lỗi, cái cách dùng ngữ pháp một cũng được. Tức là sao? Nói cô ấy xinh ấy thì người ta không hình dung ra, thế nhưng mà mẹ cô ấy là người nổi tiếng, rất là xinh thì nói là Kanojo wa haha oya no youni utsukushi, là à cô ấy xinh gì đấy giống như là mẹ cô ấy vậy, đúng nhỉ? Mặc dù thực tế nó không thể nào mà hai người giống hệt nhau, hai người là như nhau được nhá. Có thể hiểu theo cách đấy. Hoặc không ấy thì chỉ đơn giản ấy là mẹ cô ấy sinh và cô ấy cũng sinh, hai người đều sinh thì có thể dùng ngữ pháp no yoni trong trường hợp này sẽ thể hiện cái sự tương đồng, sự giống nhau chứ không nhằm mục đích ví von so sánh. Ý nghĩa là như, như là hoặc là giống. Mặc dù ý nghĩa thì dịch ra là nó cũng như vậy, gần như mấy cái bài này ấy, gần như cái bài yoni này tất cả đều là gì, là như hết. Thế nhưng mà cái dụng pháp nó sẽ khác nhau đấy. Cấu trúc này, danh từ cộng no cộng với yoni, danh từ N1 cộng no cộng yona N2, thể thường cộng với lại yoni, thế nhưng mà ana sẽ là na này, daru này, n sẽ là daru. Tương tự yona cũng sẽ là thể thường cộng ana cộng a daru và n daru, và đằng sau sẽ là N2 nhá. Yona đằng sau phải là danh từ. Cách sử dụng, dùng để chỉ ra sự tương đồng, sự tương đồng giữa các sự vật hiện tượng có điểm chung tương đối giống nhau. Nhớ nhá, cái này ấy, nó là dùng để chỉ ra sự tương đồng chứ không phải là dùng để ví von đúng không? À, về về ngữ nghĩa ấy, thì mẫu này có nhiều nét giống cách dùng số 1 đúng không? Về ngữ nghĩa ấy, thì mẫu này có nhiều cách, nhiều nét giống cái cách dùng số 1. Thực tế là nhiều giáo trình người ta cũng không tách riêng nghĩa ra là cái đầu tiên là ví von, cái thứ hai là sự tương tự. Đấy, thế nhưng mà sách Shinkansen là dạy rất là kỹ cho nên người ta tách ra. Ví dụ chúng ta thử xét cái này. Cái này thực ra là cái mà CJ vừa giải thích rồi. Xét ví dụ là Kanojo wa haoya no yoni utsukushi, cô ấy xinh như mẹ cô ấy vậy. Thì ở đây nếu hiểu với cách dùng ở phần 1 ấy thì nhấn mạnh việc thực tế không được như vậy, thực tế không được như thế, nhưng mà vì gần như vậy, mẹ cô ấy là một ví dụ tiêu biểu về cái đẹp nên người ta so sánh ví von thế cho dễ hình dung nhá. Cũng có thể hiểu với cách dùng ở phần 2 này, đấy là cả hai người đều đẹp, không nhằm mục đích ví von mà chỉ nêu ra cái điểm chung, điểm giống nhau thôi. Đấy, bài tập các bạn sẽ không cần phải phân biệt so sánh giữa cách dùng này với cách dùng trên đâu. Đấy, chỉ là những cái nào mà gọi là đặc trưng, cực kỳ đặc trưng thì các bạn sẽ cần phải phân biệt so sánh thôi. Ví dụ này, câu đầu tiên nhá. Ningen no youni shokubutsu ni mo eiyo ga hitsuyou da. Là gì nhỉ? À, shokubutsu là thực vật, eiyo là dinh dưỡng. Thực vật ấy nó cũng cần dinh dưỡng giống như là con người. Chúng ta cứ tưởng là mỗi con người cần ăn, cần dinh dưỡng để sống đúng không? Thế nhưng không phải, các loài thực vật nó cũng như vậy. Câu số 2 này, haoya ga akarui hito datta youni sono musume tachi mo seikaku ga akarui. À, giống như cái bà mẹ là người rất là akarui, rất là vui tươi, thì các cô con gái cũng có tính cách như thế đúng không? Người ta chỉ ra cái sự giống nhau giữa hai đối tượng là mẹ và con gái thôi chứ không phải là ví von nhá, không nhằm mục đích ví von. Câu số 3 này, watashi tachi wa anata ga sozo shiteru yona kanke dewa arimasen yo. Ở đây là kanke, đằng sau là danh từ, do vậy sẽ phải dùng yona. Chúng tôi ấy không phải là có mối quan hệ giống như là cậu đang tưởng tượng đâu. Tiếp theo cách dùng B. Ví dụ này, Australia e itara, đi đến gì đấy, đi đến Úc này. Koala ya kangaroo no yona dobutsu o mi ni ikitai. À, tôi muốn xem những cái con động vật, những cái loài động vật như là con gì nhỉ? Như là con koala, rồi thì như là con gì nhỉ? Kangaroo. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài D phần tiếp theo nhé. Như hôm trước chúng ta đã học hai cách sử dụng của yoni, đó là
dùng để ví von đúng nhỉ? Dùng để ví von và dùng để làm gì nhỉ? Dùng để thể hiện cái sự tương đồng. Thì ở trong phần tiếp theo này, phần 2B, chúng ta sẽ học cách sử dụng khác của ionic. Nó được dùng để đưa ra một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ Ostoradiae itara, nếu mà đi đến Úc này, đúng không? Koalaya kangaroo no yona dobutsu o mini ikitai. À, nếu mà tôi đi đến Úc ấy thì tôi muốn đi xem những con động vật như là con gì đấy, như là con gấu koala và như là con kangaroo. Thì ở đây nó không phải nó chỉ cái sự tương đồng hay là ví von gì hết, đúng không các bạn? Mà đằng trước cái yona này ấy, đúng nhỉ? Đấy, nó chỉ được dùng để làm gì đấy? Nó dùng để đưa ra một cái ví dụ cụ thể nhá. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng dụng pháp yoni yona trong trường hợp này để đưa ra một ví dụ cụ thể. Hoặc này, Nishinokana sawa kirei da ne, kanojo no yona hito to kekkon shitai. Ca sĩ Nishinokana ấy thì gì? Sinh nhỉ, đúng không nhỉ? Tôi muốn kết hôn với người giống như cô ấy. Thì ở đây đưa ra một gì nhỉ? Đưa ra một cái ví dụ. Đấy là người giống như cô ấy nhá. Người giống như Nishinokana-san. Ý nghĩa của mẫu này đấy là như, như là. Cách cấu thành này. Danh từ cộng no cộng yo nhỉ. Danh từ N1 cộng no cộng yo na N2. Nếu như những mẫu kia thì các bạn có thể đằng trước là thể thường, thể futsuke. Thế nhưng bởi vì mẫu này là mẫu đưa ra một ví dụ cụ thể, do vậy nó chỉ có thể là danh từ thôi, không có V hay là không có A, không có tính từ, không có động từ nhá, chỉ là danh từ. Và danh từ đấy thường là những cái danh từ riêng, đúng không? Cách sử dụng này, dùng để đưa ra ví dụ cụ thể từ nhiều đối tượng. Đưa ra ví dụ cụ thể từ nhiều đối tượng. Đấy. Ví dụ người ta nói đằng sau là chung chung gì đấy, và người ta sẽ đưa ra một vài cái ví dụ tiêu biểu cho những cái đằng sau đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng dụng pháp này. Mẫu này nó sẽ tương tự cái ngữ pháp toita, sẽ được học ở những cái phần sau, những cái phần ngữ pháp sau. Tuy nhiên ấy, cái thằng toita ấy chỉ dùng khi liệt kê hai ví dụ trở lên nhá. Cái thằng toita này dùng khi liệt kê hai ví dụ trở lên. Cái này thì sắp tới khi em học sang toita thì sẽ nhắc lại nhá. Và nó sẽ tóm tắt đặc điểm chung của những ví dụ ấy là, đấy là đằng sau. Đó. Thì ở bài toita mình sẽ nói lại cho các bạn. Chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ này. Ichi. Nihongo no yoni tsukau moji ga san shurui mo aru gengo wa mezurashii. À, gengo là ngôn ngữ này. Shurui là chủng loại, moji là chữ. Cái ngôn ngữ mà gì nhỉ? Mà có tận 3 chủng loại chữ sử dụng, đúng không? Như tiếng Nhật ấy thì rất là mezurashi, rất là hiếm, đúng nhỉ? Nhá, nó đưa ra đằng trước cái yoni này nhá, sẽ là một cái gì nhỉ? Một cái ví dụ cụ thể minh họa cho cái gì đây? Cho cái câu đằng sau. Đấy. Người ta cái chung chung là ngôn ngữ, đúng không? Ngôn ngữ cụ thể người ta mô tả chi tiết hơn một chút, đấy là ngôn ngữ mà dùng 3 loại chữ. Và người ta đưa ra một cái gì nhỉ? Một cái loại ngôn ngữ đặc định, một cái loại ngôn ngữ cụ thể, đấy là tiếng Nhật. Người ta sẽ đưa ra làm ví dụ. Câu số 2 này. Watashi wa ninjin ya pima no yona koi iro no yasai ga suki da. Tôi thích những cái loại rau mà có màu đậm như là gì đây nhỉ? Như là ninjin, như là cà rốt và pima và ớt chuông. Đấy. Thì người ta cũng gì nhỉ? Đằng sau nó là một cái danh từ chung, đấy là rau màu đậm, và đằng trước là tên riêng nhá, như là ninjin này và piman. Câu số 3 này. Hayashi san wa yasashi. Hayashi san no yona hito to tsuki aitai. Đó là Hayashi san thì rất là tốt bụng, rất là thân thiện, đúng không? Thì tôi cũng muốn hẹn hò với lại Hayashi san, người như Hayashi san. Đó. Chúng ta sẽ lưu ý cái cách dùng tiếp theo của yoni và yona, đấy là được dùng để gì nhỉ? Nêu ra ví dụ nhá, ví dụ cụ thể cho câu. Tiếp theo, yoni số 3. Minasan ga shitteiru yoni, Vietnam jin no josei wa seikai de ichiban utsukushii. Như các bạn đã biết thì phụ nữ Việt Nam, con gái Việt Nam ấy thì đẹp nhất thế giới. Thì các bạn thấy rằng ở trong trường hợp này yoni vẫn dịch là như, thế nhưng nó vẫn không phải là gì nhỉ?
nó vẫn không phải giống như là yoni ví von so sánh ở một đúng không? Nó cũng không phải là yoni chỉ ra sự tương đồng ở hai, nó cũng không phải là đưa ra một ví dụ cụ thể, mà cái yoni ở đây ấy, mặc dù dịch là như đúng không? Thế nhưng mà nó dùng để làm gì nhỉ? Nó được dùng như kiểu để mào đầu vào một cái thông tin ấy, nó gần giống cái thorini đúng nhỉ? Thorini chúng ta được học ở N4 và ở cái phần đầu của giáo trình N3 ấy nhá. Đấy. Như các bạn biết đấy thì con gái Việt Nam ấy thì xinh nhất thế giới đúng không? Nó dùng để gì nhỉ? Mào vào thông tin nhá. Tiếp này, ví dụ khác này. Oshirase shita yoni kansensha ga fuete imasu. Như đã thông báo đúng nhỉ? Động từ thông báo là shirasemasu, ở đây người ta chia chia dưới dạng khiêm nhường ngữ. Shirasemasu bỏ mas thêm o đằng trước và thêm shimasu đằng sau biến thành shita. Oshirase shita yoni là như chúng tôi đã thông báo. Thì cái gì đấy? Thì cái kansen kan xin lỗi, kansen là chữ cảm và chữ nhiễm có nghĩa là nhiễm bệnh. Kansen trả là người nhiễm bệnh, fuete masu là tăng. Như chúng tôi đã thông báo ấy thì số ca nhiễm bệnh đang đang tăng lên nhá. Đó. Thì các bạn thấy rằng trong trường hợp này ấy, nó cũng dùng gần như giống ở đây đúng không? Nó để mào dẫn vào một thông tin. Thì trong trường hợp đấy ấy, chúng ta có rất là nhiều cái kiểu như viết ở đây, như chúng tôi đã thông báo đúng không nhỉ? Như các bạn biết đấy, như gì đấy nhỉ? Như đã nghe từ ai đó, gần như đằng trước sẽ là một cái nguồn thông tin, nguồn nhận thức và đằng sau sẽ đưa ra một cái thông tin nào đấy để thể hiện rằng cái đằng trước với cái đằng sau nó làm sao đây nhỉ? Nó thống nhất với nhau. Thì chúng ta sẽ sử dụng yoni trong trường hợp này như vậy. Ý nghĩa của mẫu câu này trong trường hợp này là như như là nghĩa thì vẫn thế thôi nhá. Đi với V rự này, V tờ hoặc là VTI rự cộng yoni. Động từ thể rự, động từ thể tờ, động từ thể TI rự cộng với lại yoni. Cách sử dụng. Dùng để bắt đầu một lời giải thích hay mào đầu. Bắt đầu một lời giải thích hoặc là mào đầu. Đấy, như các bạn biết đấy, đúng không? Như tôi nhớ đúng nhỉ, theo như tôi nhớ, như đã thông báo, nó dùng để bắt đầu một lời giải thích hay mào đầu nhé. Diễn tả sự việc trình bày phía sau ấy, diễn tả này cái sự thật trình bày phía sau. Sự việc trình bày phía sau này nó thống nhất với sự trình bày phía trước hoặc những sự thật đã biết trước, tức là cái câu trước và câu sau mào đầu nó thống nhất với nhau. Mẫu này giống thorini, giống thorini nhá. Tuy nhiên ấy, cái thorini nó mang nghĩa là theo đúng như, cái thorini nó mang nghĩa là theo đúng như, nó thể hiện sự chính xác cao hơn. Mặt khác này, thorini thường dùng để hướng dẫn cách làm một cái gì đó. Cái này chúng ta được học ở trong gì nhờ? Trong N4 đúng không? Hãy gì nhờ? Hãy đi theo bản đồ này, hãy nói theo những gì tôi nói, hãy viết theo những gì viết trong giáo trình đúng không? Đó, thì nó dùng để hướng dẫn cách làm gì đó thì người ta hay dùng thằng thorini, hoặc là diễn tả một sự vật theo đúng tiến trình đúng không nhỉ? Ví dụ kết quả theo đúng như những gì tôi dự đoán kiểu đấy. Còn thằng yoni đúng nhỉ, yoni chủ yếu ấy dùng để mào đầu cho một thông báo tin tức đó. Đấy là hai cái sự khác nhau giữa hai thằng thorini và yoni, đều mang nghĩa là theo như. Ví dụ câu 1 này, saki watashi ga ita tori ni kaite kudasai, hãy viết theo như những gì mà tôi đã nói vừa nãy đúng không? Ở đây là bởi vì là hướng dẫn, do vậy hợp lý hơn sẽ dùng thorini. Dùng yoni không sai, thế nhưng mà nó không hợp lý bằng thorini trong trường hợp này nhá. Đấy, đi thi các bạn sẽ không phải phân biệt những cái giống nhau như này, đây là sensei nói thêm thôi. Câu số ví dụ hoặc câu số 2 này, watashi ga ita yoni đúng không? Ashita wa testo ga aru, như tôi đã nói thì ngày mai sẽ có bài test. Ở đây có thể dùng thôi đi nhưng mà không hợp bằng yoni. Bởi vì sao? Bởi vì đây là mào đầu cho một cái thông tin ở trình bày phía sau. Đấy, để thể hiện cái sự thống nhất rằng cái việc có tin tức này là gì nhỉ? Là nó làm sao đây nhỉ?
nó thống nhất với lại những gì mà tôi đã thông báo trước rồi nhá. Đấy là cái mà so sánh hai cái đấy. Bây giờ chúng ta đi vào phần rebun, vào phần ví dụ này. Mae ni mo hanashita you ni taishi wa watashi wa nihon ni imasen. Như tôi đã nói từ trước ấy, thì tuần tới đây tôi sẽ không có mặt ở Nhật Bản. Người ta đã nói rồi đúng không nhỉ? Và người ta mào lại để cho thể hiện cái sự thống nhất giữa cái thông tin đằng sau cung cấp với lại cái điều mà người ta đã nói trước đây. Kon kesa no shinbun ni kaite atta you ni kotoshi wa kome no deki ga ii dashi. Như những gì viết trên báo sáng nay ấy, thì năm nay được mùa lúa đúng nhỉ? Kome là gạo, deki chữ Hán nó là chữ này. Deki đây nhá. Nó chính là từ động từ deki dự là có thể ấy. Và nó biến về dạng danh từ là deki như thế. Thì kome no deki nó kiểu như là sản lượng lúa gạo. Theo những gì đã viết ở trên báo sáng nay thì nghe nói là cái thằng Dashi này nhá, thằng Dashi này nó là một thằng để diễn tả cái việc truyền tin, nó giống như là khá giống như là soda. Mà nó mang tính chất gì nhỉ? Cái thằng Dashi này nó mang tính chất văn nói hơn soda. Theo những gì viết trên báo sáng nay thì nghe nói là có vẻ như là năm nay lúa được mùa. Câu số 3 này, Gozonji no yoni Nihon wa taifu ga oi kuni desu. Như các bạn đã biết thì Nhật Bản là nước chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão, là nước có nhiều bão đúng không? Các bạn thấy này, bình thường hay dùng shite ru yoni, thế nhưng mà để lịch sự hơn người ta dùng cái dạng gì nhỉ? Dạng văn phong trang trọng là Gozonji no yoni nhá. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có Gozonji desu đúng không nhỉ? Gozonji desu chính là bằng gì nhỉ? Chính là bằng shite imasu đúng không? Chính bằng tôn kính ngữ, chính là tôn kính ngữ của shite imasu, biết. Đấy, no sonkego, tôn kính ngữ. Chúng ta lưu ý. Do vậy là gozonji no yoni nó cũng giống như là shite iru yoni nhá. Tiếp theo cách dùng B. Cách dùng B này là cách mà chúng ta đã học ở trong N4 rồi. Đấy là để sao cho, đúng không? Đấy, ví dụ làm việc rất là hăng để xây nhà đúng không nhỉ? Thì có thể nói là mua nhà. Okina ie ga kaeru yoni mainichi isshokenmei hataraite iru. Okina ie ga kaeru yoni mainichi isshokenmei hataraite iru. Tôi làm việc isshokenmei, mỗi ngày tôi làm việc rất là chăm chỉ, rất là nỗ lực, rất là cố gắng để có thể mua được một ngôi nhà lớn, mua được một ngôi nhà to đúng không? Thì nó sẽ phát sinh phân biệt với lại tame ni đúng không nhỉ? Cái này là một trong những cái chủ đề kinh điển của trong chương trình N4. Thì nếu chúng ta dùng tame ni ở đây chúng ta sẽ phải biến thành động từ có ý chí đúng không? O kau tame ni. Đấy. Hoặc này. Bạn này dậy lúc 7 giờ đúng không nhỉ? Không dám dậy muộn, không dám dậy muộn hơn, không dám dậy lúc 8 giờ, 9 giờ. Yu yo ni okure nai yo ni mai asa hayaku okiru. Mỗi sáng ấy, tôi đều dậy sớm để không bị muộn giờ học. Tương tự nhá. Nghĩa là để sao cho. Cách cấu thành đi với động từ thể dự hoặc là thể nai cộng với lại yoni. Về dự về nai cộng yoni. Cách dùng này. Phía sau yoni là một hành động mang tính ý chí. Đằng sau thằng yoni ấy, là một hành động mang tính ý chí nhá. Tức là làm gì đó một cái ý chí để đạt được mục đích, mục tiêu phía trước. Vậy thì trước yoni sẽ là một cái chỉ mục tiêu, mục đích. Khác với tame ni là mục đích cụ thể. Đấy. Còn yoni sẽ là một mục tiêu mơ hồ. Thế nào là mục đích cụ thể, mục tiêu mơ hồ? Ví dụ này. Đây, trước tame ni là kau là mua. Nói mua là chắc chắn sẽ mua. Thế nhưng mà đây là kaeru, có thể mua, đạt được trạng thái đấy thôi. Còn có làm hay không thì chưa biết, đúng không? Do vậy tại sao người ta lại nói là cụ thể với mơ hồ là như vậy nhá. Nó dùng động từ kau là động từ thể hiện tính ý chí, có nghĩa là sẽ làm điều đó, thế nhưng kaeru là có thể làm điều đó thôi, trạng thái như vậy thôi, còn có làm hay không thì người ta không rõ. Thằng tame ni chỉ một mục đích cụ thể này, đi với động từ ý chí hoặc danh từ. Động từ ý chí hoặc danh từ.
Chẳng hạn như động từ ý chí là cái từ kha hợi lúc nãy kia của chúng ta đúng không? Còn danh từ ví dụ như là kazoku no tameni đúng không nhỉ? Đấy, kazoku no tameni mainichi hataraite iru. Thì yoni nó diễn tả một mục tiêu mơ hồ nhá, chưa chắc đã thực hiện. Chưa chắc đã thực hiện. Vì thế thường đi với những động từ mang tính phi ý chí. Động từ mang tính phi ý chí. Thế nào động từ phi ý chí? Đấy là tự động từ này. Đấy, thể khả năng này. Động từ ý chí nhưng mà chủ ngữ là của người thứ ba. Cũng là gì đấy? Cũng là xem xét có thể dùng được, đúng nhỉ? Ví dụ nhá. Câu 1 này. Yoku nemureru yoni wai o sukoshi nonda. Tôi đã uống một chút rượu để có thể ngủ ngon, đúng không? Đằng sau là hành động uống rượu có ý chí để có được cái gì nhỉ? Để có được cái mục tiêu, cái trạng thái là có thể ngủ ngon. Thì động từ gốc của chúng ta là nemuru. Nemuru đúng không? Đấy. Nó có ý chí và đây người ta biến thành nemureru là dạng khả năng thì không còn ý chí nữa. Nếu mà đây chúng ta dùng tameni sẽ dùng yoku nemuru tameni đúng nhỉ? Nemuru tameni hoặc là neru tameni. Câu số 2. Ikeda-san wa muzukashii shakai mondai o dare ni demo wakaru you ni setsumei suru. Anh Ikeda ấy, anh ấy giải thích đúng không? Để đúng không nhỉ? Để ai cũng có thể hiểu được cái gì đấy? Cái muzukashii shakai mondai, cái vấn đề xã hội khó. Đấy. Thì ở đây chúng ta có động từ wakaru là động từ gì nhỉ? Là động từ không có tính ý chí đúng không? Do vậy chúng ta có thể sử dụng yoni được trong câu này. Câu số 3 này. Akambo ga me o same sai, xin lỗi. Akambo ga me o samasanai yoni terebi no oto chisaku shita. Tôi đã vặn nhỏ tiếng tivi để không làm cho đứa bé tỉnh giấc. Đấy là cái cách sử dụng của yoni trong trường hợp này nhá, nó sẽ phân biệt với tameni. Thì ở những bài test sensei sẽ cho bài tập để gì nhỉ? Để hỏi các bạn về cách phân biệt hai cái thằng Yoni và Tameni này. Cũng như là ở phần chữa bài tập cũng sẽ có. Do vậy là chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần bài tập sau nhé. Tiếp theo. Cách dùng cuối cùng của chúng ta. Xin lỗi, đây không phải là Noa. Cái này sẽ phải là, vẫn là Yoni thôi. Tsuma ni heya o soji suru yoni tanomareta. À, tôi được vợ gì đây nhỉ? Tôi được vợ nhờ gì đây nhỉ? Dọn dẹp nhà cửa đúng không? Hoặc là gì nhỉ? Kobito ni tabako yamero yoni to iwareta. Tôi được người yêu nói là, tôi bị người yêu nói là gì nhỉ? Hãy bỏ thuốc đi. Kobito ni tabako suu na yoni to iwareta. Tôi được người yêu, tôi bị người yêu nói là không được hút thuốc. Đấy, hay là tsuma no bioki ga naorimasu yoni, mong sao cầu cho gì nhỉ, bệnh tình của vợ tôi sẽ khỏi đúng không nhỉ. Đấy, hoặc là gì nhỉ, gakusei ga zenin shiken ni gokaku dekimasu yoni, mong sao cho tất cả các bạn đều đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Hoặc là gì nhỉ, kanojo wa kaze o hikimasen yoni, mong sao cho cô ấy không bị cúm, không bị cảm, đúng không? Không bị ốm nhá. Như vậy là cái cách dùng cuối cùng của chúng ta, đấy là dùng để chỉ những cái câu yêu cầu, đề nghị, trích dẫn hoặc là câu thể hiện nguyện vọng đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ dịch ý nghĩa của mẫu này, đấy là hãy đừng mong sao hoặc là cầu cho. Hãy làm gì đó này, đừng làm gì đó, mong sao hoặc là cầu cho. Cách chia động từ veru hoặc là venai cộng yoni. Động từ vemasu Vemasen cộng yoni. Động từ thể mệnh lệnh, động từ thể cấm chỉ cộng yoni hoặc là yoni to và hoặc là cộng yo. Cách sử dụng này, khi mang nghĩa yêu cầu đề nghị thì sau yoni thường có những từ như là tanomu, nhờ vả yêu cầu, chiu suru nhắc nhở lưu ý, yu nói thể hiện cách trích dẫn gián tiếp. Cũng có thể chia dạng mệnh lệnh và cấm chỉ nếu động từ cách nói phía trước mang tính áp đặt mệnh lệnh cao. Chẳng hạn nhá,
Ví dụ này, cái câu này thực chất là cái câu mà gì nhỉ? Cái câu này mà là cái câu mà trích dẫn gián tiếp thôi. Ví dụ người vợ nói là gì đây nhỉ? Người vợ nói là gì đây? Heya no sojio, đúng không? Heya no sojio tetsu date moraeru, đúng nhỉ? Vợ bảo là gì nhỉ? À, giúp em gì đấy? Giúp em dọn nhà được không? Dọn phòng được không? Ví dụ câu nói sẽ là tsu ma. Wow, đúng chưa? Người vợ người ta nói cái câu này nhá. Thì khi mà mình chuyển sang câu trích dẫn thì các bạn sẽ thường 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 chia như thế nào nhỉ? Có thể là dẫn trực tiếp hoặc dẫn gián tiếp, đúng không? Nếu dẫn trực tiếp thì để nguyên câu này cho vào, dẫn gián tiếp thì cũng để nguyên, bởi vì là cái moraeru này nó đã chưa về thể futsuke rồi. Thì khi đấy chúng ta sẽ nói là tsu ma wa, đúng nhỉ? Heya no soji o tetsudatte moraeru to itteimashita, đúng không? Nếu mà chúng ta trích dẫn ấy là vợ tôi đã nói như vậy. Thế nhưng mà gần như là người ta, những cái việc nhờ vả như này người ta sẽ không bao giờ người ta chia dạng to itteimashita như thế này, nghe nó không được tự nhiên lắm đấy. Thì khi đấy ấy, người ta sẽ, khi mà nội dung cái câu nói là câu nhờ vả thì người ta sẽ thường chuyển sang dạng yoni như thế này, đúng không? Ví dụ như là ở đây mặc dù là người vợ nói như này, thế nhưng mà cái nội dung câu nói này là mang tính chất nhờ, do vậy người ta chia dưới dạng là tanomareta. Đấy, cái việc dọn dẹp này không phải là hành vi bắt buộc, do vậy là người ta để là động từ veru, đúng nhỉ? Thế nhưng câu này này, người yêu nói là không được hút thuốc, đúng nhỉ? Câu của người yêu sẽ mang tính chất rất là áp đặt, ví dụ như là tabako, đúng không nhỉ? Yamete kudasai, hoặc là gì nhỉ? Yamenasai, đúng không? Đấy, hoặc là gì nhỉ? Tabako suwanai de kudasai, hay là gì nhỉ? Hay là sutte wa ikenai. Thậm chí là có thể người ta dùng thể sai khiến, đúng không nhỉ? À xin lỗi, thể cấm chỉ này. Hoặc là trên này dùng thể mệnh lệnh này. Yamero. Thôi, hiragana thôi nhá. Thì trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ không để là yameru yoni to mà sẽ phải là yamero. Đúng nhỉ? Đấy, không phải là suwanai yoni to mà sẽ phải là suna, thì nó mới thể hiện đúng cái nội dung của câu nói là đang yêu cầu mạnh mẽ, mãnh liệt như thế nhá. Đấy là lý do mà tại sao lại chia sang như thế. Người ta sẽ không thường nói là à, vợ tôi đã nói cái câu này, mà người ta sẽ tường thuật lại dưới dạng như thế này, hay dùng thể bị động. Còn mấy cái này là gì nhỉ? Cầu cho, mong cho một cái sự việc tốt đẹp xảy ra, hoặc là một cái sự việc không không mong muốn không xảy ra nhé. Thường là sẽ chia thể lịch sự cộng với lại yoni. Chúng ta nhắc lại này, cách dùng này khi mang nghĩa yêu cầu, đề nghị. Sau yoni thường có những từ như là tanomu, chiwisuru, iu, thể hiện cách trích dẫn gián tiếp, và thông thường nó được chia thể bị động. Cũng có thể chia dạng mệnh lệnh và cấm chỉ. Nếu động từ mang tính áp đặt, mệnh lệnh cao. Tiếp theo, khi phía trước yoni là dạng masu hoặc là masen thì câu mang ý chỉ điều hy vọng, ao ước hoặc lời chúc. Điều hy vọng, ao ước hoặc lời chúc thường dịch là mong sao, cầu cho, ước gì, đúng không? Chúng ta sẽ xem phần ví dụ nhé. Câu đầu tiên này. Dashi o kate kuru yoni tanomareta. Tôi được nhờ mua tạp chí, đúng không nhỉ? Thì cái câu gốc của người ta ấy, câu người ta nói với mình đấy là Dashi o kate kurenai, đúng nhỉ? Dashi o kate kuremasen ka? Dashi kate moraeru chẳng hạn. Thì mình sẽ thuật lại cái câu đấy bằng cách gì nhỉ? Bằng cách dùng như thế này nhé. Câu 2. Densha no naka dewa, keitai denwa de
Hanasanai yo ni to chui sareta. Trên tàu điện ấy thì tôi bị nhắc là không được nói chuyện điện thoại. Câu số 3 này. Konshu ni go henshin kudasai masu. Konshu chiu ni go henshin kudasai masu yo. Onegai moshiagemasu. À, tôi gì nhỉ? Moshiagemasu là dạng khiêm nhường ngữ của imasu đúng không? Tôi xin được phép nhờ anh, tôi xin được phép được nói ra một vài câu nhờ vả anh. Gì nhỉ? Hãy gì đấy? Hãy phản hồi trong tuần này đúng nhỉ? Đây là dạng rất là lịch sự nhá. Bình thường là chúng ta có là henshin ấy là phản hồi. Đúng không? Thì người ta sẽ thêm go henshin kudasai là người ta phản hồi cho mình đúng nhỉ? Để thêm masu và cộng với yo là hãy. Bình thường là sẽ là henshin shite kudasai. Thế nhưng mà khi mà thuật lại một cách lịch sự ấy, thì nó biến thành go henshin kudasai masu yo. Chúng ta nhớ cố định cái mẫu này là như thế. Câu 4 này. Shike ni go kakudekimasu yo ni là mong là có thể đỗ được kỳ thi. Cầu cho có thể đỗ được kỳ thi, các bạn nhớ câu này nhá. Đấy, đấy là cái nội dung của bài này. Vậy thì tổng kết lại, chúng ta bài này chúng ta học rất là nhiều về mẫu ngữ pháp yoni đúng không? Đó là gì nhỉ? Yoni được dùng để gì? So sánh ví von. Đúng nhỉ? So sánh ví von. Ví dụ như là gì đấy? Kiowa đúng nhỉ? Kiowa Atsuina đúng nhỉ? Hôm nay nóng nhỉ? Manatsu no yoda. Hôm nay nóng nhỉ? Cứ như thể là giữa hè vậy. Thực tế chưa phải là giữa hè mới là chớm hè, hoặc là còn đang là mùa xuân ấy, hoặc là mùa thu, hoặc là cuối 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 hè rồi. Thế nhưng lại nóng quá và chúng ta ví von để người ta hình dung là mức độ nhá. Yoni thứ hai để chỉ cái sự tương đồng, sự giống nhau giữa hai đối tượng đúng không nhỉ? À, ví dụ như là gì nhỉ? Ningen no yoni. Thôi hoặc cái câu khác đi, cái này Tanaka-san no yoni đúng không? Yamada-san mo đấy. Nihon Betonamu go ga jozuda. Giống như Tanaka ấy thì Yamada cũng rất là giỏi tiếng Việt. Thì không phải là dùng để ví von đúng không, mà người ta dùng để chỉ ra cái sự giống nhau giữa hai đối tượng nhá. Tất nhiên là các bạn có thể hiểu là các bạn có thể nghĩ là đấy là ví von hay là so sánh cũng được, bởi vì không thể nào mà cái mức độ hai người này là nó bằng chằn chặn nhau, có thể cân đo đong đếm được một cách chính xác hoàn toàn đúng không. Nhưng mà thường ấy kiểu như thế này là người ta chỉ cái sự giống nhau giữa hai đối tượng nhá. Yoni thứ ba là dùng để làm gì nhỉ? Yoni thứ ba là chỉ một cái ví dụ cụ thể, ví dụ như là Yamada san no yona hito to đúng không? Đấy. Tsuki aitai. Tôi muốn chơi với, tôi muốn hẹn hò với một cái người như là anh Yamada. Chẳng hạn đằng trước nói là Yamada-san Nihongo ga Betonamu go ga totemo jozu da. Anh ta rất là giỏi tiếng Việt và tôi rất là muốn hẹn hò với người như anh ấy. Thì ở trong trường này cũng không phải là đưa ra cái sự tương đồng, cũng không phải là ví von, mà gì nhỉ? Đưa ra một cái ví dụ người đấy là người nào. À, tên là Yamada, đằng trước sẽ là danh từ riêng nhá. Tiếp theo yoni tiếp dùng để màu đầu đúng không? Ví dụ như là Yamada-san ga shiraseta yoni. Theo như anh Yamada đã thông báo, theo như các bạn biết đấy đúng không? Thì gì nhỉ? Shiken no nayo dai ika kara dai haka made desu. Theo như anh Yamada đã thông báo ấy, thì nội dung của bài thi là từ bài 1 đến bài 8 đúng chưa? Màu đầu nhá. Yoni tiếp theo là để. Đúng nhỉ? Ví dụ như là
Yamada-san ga wakaru yoni. Đấy, để anh Yamada hiểu ấy thì sao nhỉ? Yukuri setsume shitemasu. Tôi đang giải thích rất là chậm rãi để cho anh Yamada anh ấy hiểu, đúng chưa? Đây lại diễn tả mục đích mục tiêu nhá. Yoni tiếp theo là dùng để làm gì nhỉ? Nó không dịch là như nữa mà dịch là hãy. Ví dụ như là Dekakeru toki, đúng nhỉ? Denkyo kc, đúng nhỉ? To chui sareta. Tôi bị nhắc nhở là khi mà ra ngoài thì hãy tắt điện, đúng không? Hoặc là gì nhỉ? Yoni cuối cùng nhá. Nhớ câu chúc đỗ là gì nhỉ? Shiken ni gokaku dekimasu yoni. Đấy. Đó là những cái yoni mà chúng ta học. Ngoài ra ấy, sẽ còn một số yo khác. Ví dụ yoda học ở trong N4. Hình như là đúng không nhỉ? Dùng để phán đoán bằng năm giác quan, đúng không nhỉ? Ví dụ như là asoko ni hito ga oze atsumatte, đúng nhỉ? Atsumatte imasu ne. Đằng kia ấy, người tập hợp đông nhỉ, đúng không nhỉ? Có thể là gì nhỉ? Jiko ga, jiko là tai nạn nhé, ga okotta yo desu ne. Hình như là có tai nạn rồi. Chúng ta cảm nhận bằng năm giác quan, đúng không? Và chúng ta đưa ra phán đoán. Thì yo đấy là mang tính chất là đưa ra phán đoán này. Hoặc là gì nhỉ? Yo ni naru, đúng chưa? Thể hiện sự biến đổi. Ví dụ như là yato Nihongo ga hanaseru yo ni natta. Cuối cùng đã có thể nói được tiếng Nhật rồi, đúng nhỉ? Rồi thì yo ni suru, cố gắng làm gì, đúng không? Ví dụ như là mainichi nikiro, đúng nhỉ? Aruku đi, aruku yoni shiteiru. Mỗi ngày tôi cố gắng đi bộ 2 cây. Đó đó là một số cái mà chúng ta đã học nhá. Thì các bạn về các bạn ôn lại như vậy để nắm được bài tốt hơn. Bài học của chúng ta đến là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.